Dạ em Tùng chào anh em. Thì hôm nay thứ bảy ha, cũng buồn buồn lôi qua ra cho anh em vài cây DCD999. Cái này nó là 20V, nó từ Mỹ về nha anh em. Rồi lôi ra cũng được vài cây, khoảng 5-7 cây gì đó. Anh em đã có pin và sạc rồi thì mình mua 999 với giá 3,4 triệu từ Mỹ về. Đấy, bản này là bản Mỹ và bản này China. Còn bản Mexico thì giá của cái thân máy này là 3,7 triệu. Ok, anh em quan tâm liên hệ 0962232180 em Tùng. Rồi, mình sẽ gửi đến anh em là 3,4 triệu cái body. Mình sẽ view ha, mình view cho anh em, tại vì cái này nó nghiêng mới lôi ra để đến anh em xem. 999 này, một em này. Nó có móc treo rồi rồi catalog đầy đủ. Cái này bản này là bản Mỹ nha anh em. Cái thân máy là 3,4 triệu. Còn những anh em nào mà muốn pin và sạc thì em Tùng sẽ báo giá luôn cả một cái combo applet luôn, để cho anh em có nhu cầu rút lỗi con tường hoặc là khoan bê tông các kiểu thì được hết. Rồi đây, Tùng sẽ khui ra xong và gửi đến anh em. Ok, đó. Mình sẽ xét cho anh em ha. Bao gồm có một máy, một pin và một sạc, sạc 118. Giá của nó là 6,8 triệu. Cái này là hàng từ Mỹ về, cái sạc là 110, cái pin là pin pin này là đóng tại Mexico và máy này là đóng tại China, xuất vào thị trường Mỹ. Còn nếu mà Mexico thì giá nó cao hơn 300k. Rồi, Tùng cảm ơn anh em. Cái máy, nếu mà máy này nó sản xuất tại Mexico thì cao hơn 300k. Và máy này Mỹ về, nó êm hơn so với hàng hãng ở Việt Nam. Hãng ở Việt Nam thì giá 3 triệu. Em Tùng có view hồi chiều, nhờ anh em xem lại. Đây, bên Mỹ về, 60 và 20. Nó là Mexico Applet nha anh em. Rồi, Tùng gửi đến anh em, nhờ anh em like giúp em một like. Anh em quan tâm liên hệ 0962232180 em Tùng. Cảm ơn anh em. Rồi, đây. Lực của nó là 135 Newton và 3 cấp độ. Nó đi với pin 6 thì nó sẽ nâng công suất lên rất là cao và đỡ cho anh em chuyên rút lỗi khoan tường các kiểu thì ok. Rồi, em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì bao gồm máy pin sạc 6,8 triệu, và nếu mà anh em có pin rồi mua thân máy Mỹ về, giá của nó là 3,4 triệu. Thì tất cả nó đã có cái tay cầm trợ lực rồi, cái móc đeo hết nha anh em, và catalog nữa. Rồi, em Tùng cảm ơn anh em, chúc anh em cuối tuần vui vẻ.